Em chào các bác nhá, đến hiện lại lên các bác ạ. Đó, đến hiện lại lên thì hôm nay em lại giới thiệu các bác những cái giỏ lan phải nói siêu VIP bên em các bác ơi. Đó là những cái giỏ lan rừng của những cái cây rừng đơn thân, nó là những cái dòng mà gọi là ăn nắng, gọi là chịu hạn, gọi là rất là đẹp các bác nhá. Đó. Các bác anh chị các cô đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em nhá. Đó, các bác gọi trực tiếp đến số là 0977842981 các bác nhá. Đấy. Trước màn hình của em đó là một cái giò cáo trắng các bác nhá. Một giò cáo trắng phân nhánh, phải nói rất là đẹp các bác nhá. Mẹ bồng con, cái cây này của em. Đấy, rất là to luôn các bác ơi. Các bác nhìn cây này. Đấy. Cây nó được thuần rất là lâu năm rồi các bác nhá. Đây, cái vòi phân nhánh nó vận chuyển trong vườn về nó gãy mất ngồng các bác. Hồi hôm qua là nó cồng cành càng các bác nhá. Cành càng những cái vòi hoa ở nó rất là đẹp luôn. Chuẩn của các bác là cáo trắng phân nhánh các bác nhá. Một cây chất lượng như hình các bác ạ. Đây, mẹ bồng con này cả nhà mình ơi, một mẹ bồng hai cây con này. Đấy, cây con này cũng đã cho hoa rồi các bác nha. Đấy, một này. Bồng một con, bồng hai con, bồng một con ở bên nách đây nữa là ba con các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ơi, cáo trắng nhá. Thực tế là bên có các bác nhìn thì nó hơi có độ vàng vàng lá nhưng mà nó là cái cây ăn nắng các bác ạ, rất là khỏe nhá. Đấy, cây này của em cũng là cây mẹ bồng con các bác này. Đấy, một cây mẹ này, bồng một cây con, hai cây con, bồng cái con là xếp phải nói rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Trước màn hình đó là chậu cáo trắng phân nhánh các bác ạ. Đó. Bác nào sưu tầm được cái trụ này thì chốt cho em với giá bằng 1.300.000 các bác nhá. Cái búi bên này này thì cây nó có hơi độ heo một chút các bác ạ. Đấy, nhưng nó vẫn đang đẻ con các bác thấy chưa? Nó đang đẻ con nhá. À, một cái giò lan mà phải nói là không một tí phân nào các bác ơi, không một tí phân nào luôn. Đấy. Toàn bộ bằng uống bằng nước mưa các bác ạ. Đấy. Bác nào sưu tầm được cái giỏ cáo trắng phân nhánh này thì chốt cho em với giá bằng 1.300.000. Các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Gọi điện trực tiếp cho em ạ. À, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đó là một trụ quế trắng Hòa Bình các bác nhé. Chín ngọn quế đơn thân phải nói rất là đẹp các bác ơi. Chín ngọn quế trên một cái trụ em sẽ chia sẻ các bác bằng 1.680.000 các bác nhé. 1.680.000 đấy. Các bác anh chị cô đặt hàng gọi điện trực tiếp cho em các bác nha. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một cái lũa lan đay châu rừng các bác ạ. Đây các bác ngắm. Phải nói siêu là đẹp các bác ơi. Để độ bên ngoài ngắm còn đẹp hơn trên like các bác nhá. Và đang rất là nhiều nụ luôn. Riêng cái lũa châu rừng này phải nói là không lỗi lầm các bác nhá. Đấy, mời các bác ngắm chất cây châu rừng này. Em chia sẻ bằng 1.600.000 các bác nhá. 7 con châu các bác. Tính cho em 7 con châu mà hàng thuần lâu năm bản lá nở siêu đẹp. Các bác thấy chưa? Càng nuôi nó càng ra những cái rễ xanh phải nói rất là đẹp. 1.600.000 châu rừng các bác nhá. Các bác chốt cho em là châu rừng siêu VIP này 1.600.000 gọi điện trực tiếp cho em các bác nha. 1.600.000. Đó, tiếp đến của em đó là một cái giò hồng nhạn các bác ơi, một giò hồng nhạn nha. Các bác chốt cho em là H1 em chia sẻ bằng 750.000 các bác nhá, một chậu hồng nhạn ạ. Đó, các bác sưu tầm gọi điện trực tiếp cho em hồng nhạn nha. Tiếp đến là một cái chậu lan kiều vuông lộc bắc hoa Tết các bác ơi, chuẩn kiều vuông lộc bắc hoa Tết nha. Rất là đẹp, lá mít này các bác này. Đó, bác nào sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em kiều vuông nha. Các bác nhìn những thân kiều nó siêu đẹp, thân tơ nó đi này, tơ non này. Em chia sẻ bằng 300.000 một chậu các bác nhé. Kiều vuông lộc bắc chuẩn hoa Tết. Đấy, tiếp đến em xin giới thiệu các bác đó là một cái chậu mặt trời Bangkok các bác nhé. Một năm ra tới 2 đến 3 đến 4 đợt hoa các bác ạ. Và nó ra thường xuyên. Đó là một cái chậu mặt trời Bangkok. Bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 500.000 cho một chậu các bác nhé. Đây là một chậu mặt trời Bangkok này. 3 cây xếp rất là đẹp, 500.000 các bác nhé. Nói tiếp đến của em là một lũa nhạn tháng 8 các bác nhé. Một lũa nhạn tháng 8 chuẩn Gia Lai phải nói. Rất là đẹp cho cái lũa này. Đấy, trong vườn còn có một vài lũa. Hôm nay sale xả nốt các bác một lũa phải nói rất là đông con các bác nhé. Đây này, hoa của nó cũng mới hết các bác này. Đấy, bác nào mà sưu tầm được cái lũa siêu VIP này nhá. Bình thường là em sẽ, những cái lũa này các bác mua không dưới 8 đến 10 triệu thực sự luôn. Và hôm nay sale xả nốt các bác với giá bằng 2.600.000 các bác nhé. Hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai. Bác nào sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em ạ. Tiếp đến thì em xin giới thiệu các bác đó là một cái giò kiều tím các bác ơi. Một cái giò kiều tím Bắc này. Bác ngắm này, thân này 12 thân kiều nha. Lá phải nói rất là đẹp. Tuần trên một trụ gỗ mà không một tí phân nào luôn các bác nhá. Không một tí phân nào luôn. Đây các bác ơi nhìn này. Bộ rễ này. Các bác về buộc cho em thêm một túi phân nữa. Em chia sẻ bằng 360.000 các bác nhá. Kiều vuông. À chết, em xin lỗi, kiều tím các bác nhá. Kiều tím. Đó. Bác nào sưu tầm thì chốt cho em là 360 nhá. Đó, trước màn hình của các bác đó là một chậu lan thanh đạm các bác ạ. Em chia sẻ bằng 250 một chậu các bác nhé. Một chậu lan thanh đạm chuẩn hoa Tết 250.000 cho một chậu các bác ơi.
Tiếp đến là một cái chậu nhãn Mitsu các bạn ạ, 4 Mitsu 4N nhá. Đấy. Bác nào sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp cho em, 350k một chậu các bác nhá. Các bác nhìn chất cây này. Phải nó đẹp đẹp mỹ mãn luôn các bác ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 cặp lá các bác nhá. Đó, em chia sẻ bằng 350k các bác nhá. Các bác nhìn cái cây xù này, đấy, rất là đẹp, 350 các bác ạ. 350 nhá. Các bác đặt hàng gọi điện trực tiếp cho em ạ. Rồi, tiếp đến em lại giới thiệu các bác đó là một cái chậu á mắt châu lưng xanh các bác nhá. Á mắt châu lưng xanh của Phú Thọ cho cái chậu này nó siêu đẹp các bác ạ. Một chậu gọi là chậu mẹ một gốc các bác nhá. Đấy, các bác nhìn gốc này, gốc một gốc này. Đấy. Bác nào sưu tầm được thì chốt cho em á mắt châu lưng xanh Phú Thọ, em chia sẻ bằng 400k cho một chậu các bác nhá. 400k cho một chậu á mắt châu lưng xanh Phú Thọ. Bác nào sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhá. À, tiếp đến thì em sẽ giới thiệu thêm các bác về những cái chậu lan bên em. Đấy. Đây các bác ơi, trước màn hình đó là một cái trước màn hình đó là một cái chậu lộc bắc các bác nhá. Một chậu lộc bắc đua ngọn mà ngày xưa thì nó cũng là ở cái mức là mà lan va thì cũng phải có tầm vài trăm triệu mới mua được một chậu to các bác. Đấy, bác nào sưu tầm được cái chậu lộc bắc đua ngọn em chia sẻ bằng 260k một chậu các bác nhá. 260 cho một chậu lộc bắc đua ngọn các bác ạ. Đó, trước màn hình của các bác đó là một cái chậu bạch nhạn hoa trắng các bác nhá. Đó, trước màn hình đó là chậu bạch nhạn hoa trắng phải nói rất là đẹp các bác ơi. Đây một chậu bạch nhạn hoa trắng bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 600k cho một chậu các bác nhá. Đây là bạch nhạn hoa trắng này. Đấy, bác nào sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em nhé, 600k một chậu bạch nhạn hoa trắng mà khách nhà em sưu tầm rất là nhiều luôn các bác. Bạch nhạn hoa trắng hàng thuần lâu năm nhé. Đó, trước màn hình đó là một cái chậu cửu long cao phong các bác ạ. Ôi giời ơi, phải nói rất là đẹp các bác ơi. Một chậu cửu long cao phong mà phải nói thân mị nhá. Siêu là đẹp, cho bác nào sưu tầm chậu cửu long cao phong này em chia sẻ bằng 400k cho một chậu các bác ạ. 400k cho một chậu cửu long cao phong, chốt cho em là P2 các bác nhé. P2 400k cửu long cao phong. Nói tiếp đến của em đó là một cái chậu bạch nhạn hoa trắng số 2 các bác nhé. Bạch nhạn trắng số 2 em đi chia sẻ bằng 250k một chậu này. Đấy. 250 cho một chậu bạch nhạn hoa trắng các bác nhé. Đấy. Các bác sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. 250. Đấy, trước màn hình của em đó là một cái chậu ám hòa bình các bác ơi, một chậu ám hòa bình này. Đấy. Và nói là thân thủ khá là đẹp các bác nhé. Thân thủ khá là đẹp cho chậu ám hòa bình này. Dễ hoa, sai hoa và nhiều hoa các bác nhé. Nó có ưu điểm nổi trội là dễ hoa, sai hoa và nhiều hoa. Đấy, em đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Đó, bác nào sưu tầm được cái chậu ám hòa bình này em chia sẻ bằng 250k các bác nhé. 250k. Rồi, tiếp đến thì em xin giới thiệu các bác đó là một cái chậu quế trắng của Hòa Bình các bác nhé. Đấy, bác nào mà sưu tầm được cho em chậu quế trắng Hòa Bình em chia sẻ bằng 800k một chậu các bác nhé. Các bác ngắm bộ rễ này. Đó, bộ rễ gió này nó đi rất là đẹp các bác ơi. Đây, chậu quế Hòa Bình mà nó đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bác nào sưu tầm được chậu quế Hòa Bình em chia sẻ bằng 800k các bác nhé. Quế Hòa Bình các bác ạ. Đó, trước màn hình của em đó là một cái chậu mặt trời Bangkok các bác ơi. Mặt trời Bangkok nha, hàng hoa Tết đây các bác. Hàng hoa Tết đây, vừa thơm vừa đẹp, vừa sai vừa bền các bác nhé. Chậu này em chia sẻ bằng 1 triệu các bác ạ. 1 triệu cho một cái chậu mặt trời Bangkok này. Đấy, tiếp đến của em đó là một cái chậu đây châu có tông màu cam, cam lửa các bác nhá. Bác nào sưu tầm em chia sẻ bằng 260k cho một chậu này. Đang nụ các bác nhá, rất là đẹp luôn, 260. Đấy, tiếp đến cái mã châu 2 nhá. Châu 2 đó là một cái chậu tông bò sữa các bác nhá. Các bác chốt cho em là châu bò sữa. Em chia sẻ bằng 350k một chậu các bác nhá. Đây bác ơi, vòi hoa này gọi là siêu nụ luôn. Đấy, cặp này của em 4 vòi nhá, 4 vòi hoa em chia sẻ bằng 350k cho một chậu các bác nhá. Tiếp đến thì lại giới thiệu các bác một cái chậu châu có tông màu đỏ các bác ơi, có tông màu đỏ. Cũng là cái hàng siêu nụ các bác ạ. Phải nói cặp lá này. Đẹp không tì vết luôn các bác ơi, siêu nụ nhá. Đây các bác ngắm này, nguyên nụ này. Đây. Nguyên nụ nhá. Có tông màu đỏ em chia sẻ bằng 580k một chậu các bác nhá. 580 cho cái chậu có tông màu đỏ này, phải nói siêu đẹp các bác ạ. Đó, 580k các bác nhá. Tiếp đến của em đó là một cái chậu hồng cánh sen các bác nhé. Tiếp đến là chậu hồng cánh sen. Đó, bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 350k cho chậu hồng cánh sen này các bác nhé. Cặp đôi này đang nụ các bác nhé. Cặp đôi đang nụ nhé. Đấy, phải nói rất là đẹp luôn các bác. Đây đang nụ này. Đó, đang nụ cho em nhé. Đó, bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 350 các bác nhé. Tiếp đến của em đó là một cái chậu đai châu màu trắng các bác ạ. Chậu này thì nó mới nứt kẽ lá thôi chứ chưa thấy có mở nụ các bác nhá. Bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 250 các bác nhá. 250k cho cái chậu đai châu màu trắng này. Rất là đẹp luôn các bác ơi. Bác nào sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhá. Đấy, tiếp đến thì em xin giới thiệu các bác đó là một cái chậu đai châu có tông màu vàng các bác. Có tông màu vàng mà phải nói là cái màu này của em là bây giờ thị trường nó rất là hot các bác nhá. Đầy siêu nụ các bác này, siêu nụ này.
Ở nó là đẹp không tì vết các bác nhá. Có cặp cặp này có tông màu vàng các bác ạ. Đây. Có bị dưới vàng chích khô các bác nhá, không phải là bị bệnh nhá. Đây cháy một tí lá này. Đấy, xém một tí lá nữa các bác này. Đây là xém nắng các bác nhá, xém nắng này. Phải nói chất cây thì rất là khỏe và đẹp đó. Bình thường như thế này các bác sẽ không nhìn thấy cái vết lỗi của nó đúng không ạ? Đây là mình soi kỹ thì mình mới nhìn thấy nhá. Chậu này của em nó là châu thuần các bác nhá. Bình thường cái chậu này các bác mua không dưới 1 triệu 8 đến 2 triệu đâu ạ. Đấy, và nó có bị xém lá một tí em sẽ chia sẻ bằng giá lỗi các bác nhá. Em tính bằng giá lỗi thì bác nào sưu tầm được chậu này em chia sẻ bằng 1 triệu các bác nhá, 1 triệu. 1 triệu cho cái cây đai châu màu vàng này đó. Bác nào sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhá. Có tông màu vàng các bác ạ. Tiếp đến của em đó là một cái chậu kiểu tím Thanh Hóa các bác ơi. Đây, các bác ngắm chất cây này. Phải nói thân rất là to các bác nhá, mập ú này. Đấy. Bác nào sưu tầm cho em chậu kiều tím Thanh Hóa này em chia sẻ với giá bằng 800k các bác nhé. Đấy. 800k cho chậu kiều tím Thanh Hóa các bác ạ. Anh chị các cô mình đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. 800k kiều tím Thanh Hóa nhé. Đó, các bác đặt hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp cho em ạ. Đấy, tiếp đến thì em giới thiệu các bác thêm một cái chậu nữ hoàng 28 này, phải nói thân mập ú luôn các bác ơi, thân mập ú. Đấy, một chậu nữ hoàng 28 thân thủ như thế này. Bác nào sưu tầm được chậu này em chia sẻ bằng 250k các bác nhé. Nữ hoàng 28 này. Rất là đẹp, 250. Các bác chốt cho em là N2 nhé, N2 250. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một chậu năm cánh trắng Phú Thọ lá lỗi. Đây các bác ạ, đây là một cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ lá lỗi này. Đấy, đây là nó hàng chuẩn lá lỗi cổ tiết các bác nhá. Các bác nhìn này. Nó thoạt mới nhìn thì các bác cũng chắc cũng không tưởng là Phú Thọ đâu. Đây. Đấy, thân nhá, thân nói chung là bây giờ nuôi ấy nó rẻ không có chăm nên là thân nó cũng không được sạch các bác, nó bẩn và nó lem nhá. Bẩn và nó lem các bác nhìn này. Nó chuẩn cho mọi người là Phú Thọ lá lỗi chưa? Đấy. Chuẩn là hàng Phú Thọ năm cánh trắng lá lỗi nhá. Cái thân này của em là do nó bị nặng thân các bác nhá. Nó nặng thân, nó khục này. Các bác thấy chưa, nó khục này. Có phải nói là nó khục từ hàng bao nhiêu tháng nay các bác nhá. Chứ không phải bây giờ nó mới khục nhá. Này. Thân nó vẫn thắt ngọn nhá, vẫn thắt ngọn để nó làm hoa luôn, nó không ảnh hưởng gì đến cây các bác nhá. Nhiều những bác lại bảo là đến nơi nó gãy cây hay là nó như thế lọ, nó như thế chai, nhưng mà thực tế là không phải, nó nặng thân nó vẫn khục. Tại vì cái căn bản ở vườn các bác mà có những cây nặng thân nó vẫn khục bình thường các bác nhá. Nhưng nó vẫn ra hoa và nó vẫn phát triển bình thường. Đó, em chia sẻ bằng 250k một chậu nha. Năm cánh trắng Phú Thọ lá lỗi cổ tiết. Anh Phương ơi, nước đầy nhá. Đấy, tiếp đến của em đó là một cái chậu trầm tím các bác nhá. Một chậu trầm tím này nó là rất là đẹp các bác ạ. Bác nào sưu tầm được thì em chia sẻ bằng 200k một chậu các bác nhá. Dọn vườn nốt 200k một chậu trầm tím này. Đấy. Đó, trước màn hình của em thì cũng là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ lá lỗi các bác. Đây vẫn là hàng lá lỗi nhá. Đây các bác ơi, vẫn là hàng lá lỗi cổ tiết này. Đấy. Bác nào sưu tầm được cái chậu mẹ này các bác này. Đây nó là chậu mẹ các bác nhá, nhìn một gốc này. Đấy, một gốc. Đấy, chậu này em chia sẻ bằng 300k một chậu các bác nhá. Không có nghĩa là thân nó ngắn mà nó không có hoa các bác. Nó ngắn nhưng mà nó nù thân, nó vẫn ra hoa các bác nhé. Nó vẫn ra hoa Tết luôn, chứ không phải là ngắn mà nó không ra hoa các bác nhé. Em chia sẻ với giá bằng 300k một chậu, 300k. Đó, các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, mời các bác ngắm cái chậu bạch tuyết nái này. Đây, một chậu bạch tuyết nái rất là to nhé. Đây. Một chậu bạch tuyết mẹ nái to như thế này. Đó, bác nào sưu tầm được các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Em sẽ chia sẻ giá rẻ cho. Sẽ chia sẻ giá rẻ cho các bác ơi. Đây. Đó, trước màn hình thì cũng là một cái chậu năm cánh trắng hiển oanh các bác. Đây. Trước màn hình thì cũng là một chậu năm cánh trắng hiển oanh, hay còn gọi là năm cánh trắng HO. Cũng là chậu mẹ các bác nhé. Một gốc. Đây các bác ngắm này. Cũng là chậu mẹ một gốc. Đó, bác nào sưu tầm được thì em chia sẻ bằng 230k một chậu nhé. Năm cánh trắng hiển oanh, đấy, hay còn gọi là năm cánh trắng HO. Em chia sẻ bằng 230k một chậu các bác nhé. Nó các bác sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em ạ. Rồi đây trước màn hình của em thì cũng là một chậu nữ hoàng 28 các bác nhé. Một chậu nữ hoàng 28 tới vài chục thân luôn các bác ơi, vài chục thân nhé. Đó, bác nào sưu tầm được cái chậu nữ hoàng 28 này thì em chia sẻ bằng 800k các bác nhé. Vài chục thân luôn và thân nó cũng đang thắt ngọn rồi các bác ạ. Đó, bác nào sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em 800k cho một chậu nữ hoàng 28 các bác nhé. Một chậu nữ hoàng 28 thì phải nói rất là đẹp các bác. Đấy. Đây bạch tuyết chậu nhỏ này. Đấy. Bác nào sưu tầm bạch tuyết chậu nhỏ thì gọi điện trực tiếp cho em nhé. Giá từ hơn 200k một chậu thôi các bác ơi, rất là rẻ, em để rất là rẻ luôn. Đấy. Tiếp đến là một chậu nhạn Mitsu 4N các bác ngắm này. Đây là chậu su rụt 4N nhé. Phải nói trong vườn thì vừa đây em có hơn 100 chậu các bác ơi. Suốt vườn gần hết rồi, cũng còn vài chục chậu ấy. Còn 3-40 chậu thôi. Đó, bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 1 triệu cho một chậu 4N su rụt nhé. 3 cây như hình. Em chia sẻ với giá bằng 1 triệu, bản lá phải nói rất là đẹp luôn các bác ạ. 1 triệu nha. Đó, tiếp đến của em đó là một cái lũa lan vẩy rồng các bác này. Đấy.
vảy rồng nhá. Vảy rồng thì nó là hoa sắc xuân và nó rất là đẹp các bác ạ. Riêng cái vảy rồng hoa sắc xuân cực đẹp, em chia sẻ các bác bằng 1 triệu cho một lũa nhá. Một lũa lan vảy rồng siêu đẹp với giá bằng 1 triệu các bác nhá, 1 triệu. Đó, tiếp đến của em là một cái lũa lan đây châu rừng tiếp theo các bác nhá. Đây. Một lũa châu rừng bản đôn như thế này phải nói. Rất là đẹp, bản chất cây các bác ngắm này. Đấy. Em chia sẻ bằng 1 triệu 300k các bác nhá. 1 triệu 300k cho 7 cây châu rừng các bác nhìn cây. Cây phải nói đẳng cấp đỉnh các bác ạ. Miệng bồng con nhá. Đây này. 1 2 em tính 3 4 5 6 tính bằng 7 cây các bác nhá. Lũa này tính bằng 7 cây. Thậm chí có cả cây con nhưng mà em sẽ tính bằng 7 cây các bác. Đấy. Cây này là do hôm chuyển trong vườn về nó bị gãy lá các bác. Nó nổ nhưng mà nó có bị thối đâu. Đấy. Nói là nó cũng bị lỗi một tí thì em sẽ chia sẻ bằng 1 triệu 3. Châu rừng siêu VIP này các bác nhá. Rất là nhiều vòi luôn. Rất là nhiều vòi nụ hoa các bác nhá. Đó, các bác sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Đấy. Tiếp đến em xin giới thiệu các bác thêm một cái lũa châu rừng tiếp theo nữa này. Đấy, lũa này của em thì 12 cây nhá. Đấy các bác ngắm này. Chất cây thì nuôi lâu năm rồi, cũng đang có nụ các bác nhá, cũng đang có nụ luôn. Đó, 12 cây này em sẽ chia sẻ bằng 1 triệu 2 các bác nhá. 1 triệu 2 cho một lũa 12 cây. Quá là đẹp luôn các bác ạ. Đấy. Cây thì nó có ruồi vàng chích ấy các bác nhé. Tại vì nuôi lâu như thế này không tránh khỏi ruồi vàng chích này. Thực ra cái vết này thì nó cũng không đáng kể các bác, mà nó là vết khô các bác nhé. Ruồi vàng chích đấy, nhưng đang có nụ đấy. Cây này thì bị cháy đi lá nhé. Đấy. Lũa này em chia sẻ bằng 1 triệu 2 có 12 cây các bác nhé. 1 triệu 200k 12 cây châu rừng. Rất là đẹp. Đó. Rất là sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đây này cũng đang có nụ hết các bác này. Đây. Đang có nụ cái lá hết nhá. Không phải không có nụ đâu. Đấy, 1 triệu 2. Đó là số tầm gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đây, lũa hoàng nhạn tháng 8 này hôm nay cũng thanh lý vườn luôn các bác này, 10 cây. 10 cây nhá, hôm nay sẽ xeo xả các bác bằng đúng bằng cái giá cây cây giống thôi, ngày xưa đi nhập còn không được. Để hôm nay xeo xả nốt 10 cây này em chốt cho các bác bằng 1 triệu 1 triệu 350 nhá, 1350. Nhạn tháng 8 các bác nhá, thanh lý nốt 1350. Đó, tiếp đến của em nó là một chậu chồn Lai Châu, đó là số tầm được. Cái chậu chồn Lai Châu này em chia sẻ bằng 1 triệu các bác nhá. Mà thôi hôm nay xả nốt cho mọi người 860 nghìn đi, lấy con số lộc 860 các bác nhé, 860. Đấy, các bác mà muốn sưu tầm Chí Huế Vị Vàng thì các bác gọi điện trực tiếp cho em. Tại vì cái lô này 500 chậu các bác ạ, 500 chậu cơ, toàn chậu to trong vườn còn rất là nhiều nhé. Nên các bác mà sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác ạ. Các bác mà muốn sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em nhé. Thì em sẽ chia sẻ cho những cái chậu kiếm đẹp mà giá rẻ gửi đến các bác ạ. Đấy, trước màn hình là chậu Nữ Hoàng 28 phải nói siêu to như thế này. Em chia sẻ bằng 1 triệu các bác nhé. Nữ Hoàng 28 khủng, các bác chốt cho em Nữ Hoàng 28 khủng 1 triệu. Đó, anh chị các cô mình sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đó, Quế Hòa Bình này. Nói chung là những dòng đơn thân đẹp thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.